Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một cái tựa game mới. Tựa game này sẽ mang tên đó chính là Dragon Hunter Champion. Một tựa game của GameLot. Game của GameLot thì rất chi là chất lượng, đồ họa đẹp này, cách chơi lôi cuốn và cuốn hút này. Thì cái tựa game này nó pha trộn rất là nhiều thể loại. Nó cũng có một cái kiểu chế độ chơi đẩy trụ giống như kiểu Liên Quân Mobile anh em. Tiếp mình sẽ giới thiệu cho anh em đây. Hiện tại mình đang vào và nó đang hướng dẫn mình cách sử dụng các skill. Wow, cái nhân vật ta khá là đẹp ta. Thay tay cầm thấy kiếm lửa này. Phía trên này có máu nhá. Chúng ta vẫn cũng giống như kiểu bên gọi là Liên Quân. Ở đây nó sẽ có một nút đánh này. Nút đánh chiêu thường này, chiêu 1 này, chiêu 2 này và chiêu cuối này. Đấy. Chúng ta làm quen dần dần. Đấy anh em. Đang đi kiểu đi đánh quái để kiếm vàng cái thứ này. Và nó sẽ có thể là mở một cái hồ chưa đẹp chưa? Nó sẽ tạo ra một cái đường này, có hình đầu hai con rồng ở bên này nhá. Wow, rất đẹp luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến lên nào. Tựa game này hoàn toàn là miễn phí trên... không biết là trên Android có không nữa. Hình như Android có, không biết là nó có phát hành ở trên Google Play không. Mình tải thì mình tải trên APK Pure. Ok, ui quỷ lửa anh em ạ. Solo à, được đấy, đánh nhau rất là đã luôn. Cái phía trên là thanh máu của con quỷ nha anh em. Này, hiệu ứng thì đẹp thôi rồi luôn. Đồ họa có vẻ như đẹp hơn so với Liên Quân đấy anh em ạ. Và nó mượt hơn. Rồi, chúng ta sẽ sắp lên level. Lên level luôn nè. Lên level, cái này có lên cả lên level luôn à. Cái Dragon Hunter ấy này. Dragon Hunter Champion. Cái đồ họa vào hình ngoài đã đẹp rồi. Chúng ta sẽ ấn vào tab này. Như kiểu là chúng ta sẽ có thể để mở thẻ tướng anh em. Mình sẽ sử dụng một cái lần free để mở ra. Tướng nào đây? Cô nàng cầm xô à? Cô nàng cầm chậu à, anh em ạ? Bon sister. Ok. Wow, quả bộ ngực vĩ đại quá. Chúng ta sang cửa 2 nhá. Và cửa 2 thì mình sẽ đối đầu với những con rồng các thứ này. Và mình chọn thêm được một tướng nữa vào trong cái này của mình. Đó, chúng ta đánh nhau với con rồng này, rồng lửa anh em ơi. Ở trên này có cả hệ cơ. Nó khác hệ nhau, có 3 hệ khác nhau này. Wow. Athenelus như ở tướng anh em ơi. 5 sao. Nên chơi trò này anh em, tôi nghĩ nên chơi trò này nếu đã chán hoặc là đã quá chán game Liên Quân rồi thì có thể thay đổi gió một chút về cái tựa game này. Đấy, chúng ta sẽ tấn công và mình có thể điều khiển, có thể lựa chọn một trong hai nhân vật đấy anh em ạ. Đây. Con này đánh xa rồi. Wow. Nó sẽ tạo ra cột nước à. Kinh phết và mình có khả năng hồi máu này. Chiêu 2 thì mình sẽ hồi máu nhá. Ui, nó vụt cho một phát này, như ở vòi bạch tuộc vậy ta. Kinh phết nhờ. Rồi, đánh nó. Vụt một phát này kháng à, kháng cái gì? Hồi máu. Hồi đầy đủ máu luôn anh em. Bắn nó. Mày á, chạy đâu? Tuyệt vời. Chúng ta kiếm được rất là nhiều vàng luôn nha. Siêu nhiều vàng. Ui. Bắn nó anh em. Ui, mày vụt một phát thôi. Rất bá luôn. Mình có thể đổi sang những nhân vật kia, mình có thể bảo vệ được cô nàng bé bỏng ở đây. Hay phết nhờ. Chém nó. Rồi. Mày chạy đi đâu? Uầy, anh em ơi thấy không? Tôi đấu đầu với một con rồng ạ. Trong Liên Quân làm gì có cái loại quái vật khổng lồ như thế này đúng không? Không thể có được ấy. Dã man con ngạt. Ui giời. Chúng ta sẽ né chiêu, nó chạy rồi. Kinh này, cái đồ họa này quá đẹp luôn đấy. Né, nó thổi lửa này. Nó đang bay ra ngoài thì mình cũng không thể đánh được nó anh em ạ. Ui, nó thổi lửa rộng thế này. Nhưng mà nó có một cái vùng chỉ định nhá. Nghĩa là nó thổi lửa chỗ nào, nó sẽ có một cái vùng hiển thị ở đây. Và mình có né được cái chiêu đấy. Đánh nó anh em. Thằng kia không biết né ạ, nó cắn thôi. Thế mình điền chứ. Rồi mình sẽ hồi máu cho thằng kia luôn. Và chém nó anh em ơi, chém nào. Tuyệt chiêu đâu, đâu rồi. Ok, có lẽ đánh đuổi con rồng thôi, không giết được nó đâu. Và rồi thì chúng ta đã xong được cái bài hướng dẫn thứ hai. Có vẻ như khá là hay, cho nhận thêm được một cái con gì đó, như một tướng mới thì phải. Chúng ta sẽ quay trở lại cái main menu này. Không biết anh em đã chơi game này chưa. Đó, đây là cái phần trung tâm mà. Gì đấy? Đây, chúng ta nhập tên này. Hiện tại nhập tên nhá. Thành EZ, chúng ta tên là Thành EZ. Cái này viết có dấu được không ta? Viết có dấu được này.
nhưng không biết nó có hợp lệ không ấy. Hầu hết là cái viết có dấu là sẽ không hợp lệ, chỉ có thể viết không dấu thôi. Thành cái gì không được anh em ạ. Đấy, nó là ký tự đặc biệt, cái có dấu là ký tự đặc biệt và nó sẽ không chấp nhận cho chúng ta dùng cái ký tự đấy. Ok rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ở trong này thì vào đâu ta, ở đây thì có phần nào không, có mission kìa, trên này có mission nha, nhiệm vụ chính chúng ta kìa, finish cái chúng ta chạy đâu đây, cái này không biết để làm gì. Đây là những người chơi à? Ui, hơi lắc hơi giật ta, tự nhiên hơi giật, có người chơi nhá, mình vừa thấy có người chơi bước ra từ chỗ này xong rồi, chúng ta sẽ đi đến cái chỗ nhiệm vụ thôi. Ấn vào cái mission kìa, vào phần event này. Ồ, đi đến cửa này là ta sẽ nhận thêm một tướng mới này. Wow, ngon chưa? Raw Grim và con Celestino và đối đầu với rồng, cả một binh đoàn quái vật của nó sau nữa này. Đấy, mình vẫn chưa unlock được những cái ô kia. Linh Si là nhiều Trung Quốc vậy ta, và nó có một con rắn xanh, con này nó độc rồi. Ok, kinh phết nha. Đẹp mà, đồ họa đẹp anh em. Mình có chưa để mắc đồ họa đâu. Có một khối đá nó đang giữ cửa ở đây. Lúc đầu tiên vào thì nó vẫn đang như kiểu là một cái game nhập vai thôi, nhưng mà chắc tí nữa sẽ có cái phần chơi như kiểu là liên quân, là đi theo đẩy theo ba đường anh em. Tấn công nó. Ui, bị tấn công ghê quá. Phá cửa anh em. Ui, con này nó đánh mình kìa. Tấn công nó. Cái vòng tròn là cái bán kính mà mình có thể là bắn được nhá. Kháng này, chết rồi anh em ơi. Cho nhà thêm vàng đã. Kiểu chỉ nhanh thế. Từ nha, mình có lẽ sẽ đổi sang đằng kia. Ôi, nó phá mấy cái trụ gì ở đây này. Mấy cái trụ đỏ đỏ gì đây. Khá đẹp. Wow, rất là chất lượng luôn đấy. Tấn công. Mày á, chạy đâu. Đập hết nhà cửa ra. Hồi máu anh em. Uầy, chỗ này là một cái đấu trường à. Xung quanh có hàng rào điện kìa. Ở cái chỗ này thì cảm giác nó khá giống cái tựa game Diablo nhỉ anh em. Xoay này. Giết hết. Rồi. Quá ngon luôn. Có boss kìa anh em ơi. Con rồng kìa ra. Không phải con lizard gì đấy. Tấn công nó. Thì tấn công tầm xa mà. Có gì đó thì hồi máu luôn đấy. Tấn công nước này. Stun rồi. Khó chịu đấy. 2-1 không chuột cũng khỏe thôi. Con boss này nó khá khỏe. Nó có khiêng. Nó có cái lưỡi liềm. Hồi máu này. Chết luôn hay chưa? Xong luôn chưa? Thắng luôn anh em ạ. Chưa tưởng đấy con rồng cơ. Thì ra không phải. Nó làm con nhiều con quỷ ấy. Chiến binh quỷ ấy. Tướng ấy. Nó là tướng. Level up tăng lên này. Phần thưởng sẽ là một cái đồng tiền xu đen. Xem còn gì không. Và mỗi một lần chơi nó sẽ mất khoảng là 3 năng lượng nha. Có thể replay lại để có thể kiếm thêm vàng chăng. Đây là những cái mission, những cái thành tựu đạt được, và nó sẽ tặng cho mình, đó chính là những cái đồng su bằng đá. Đây, su bằng đá đúng hơn. Có thể summon, có thể ra con C anh em ạ. Đây, mới mất có khoảng bọn này thì mất khoảng 10k Ray Legendary mất khoảng 50k. Và một đồng su vàng. Cái này như kiểu là mua tướng anh em, nhưng có lẽ sẽ rẻ hơn so với bên Liên Quân. Liên Quân rất là đắt, cực kỳ đắt đỏ luôn. Common. Mở ra nào, chúng ta sẽ được con gì đấy. Ồ, con rồng con ạ. Con Serpent 1 sao. Nó là loại support và nó là hệ lửa. Chúng ta sẽ hoàn thành cái này được thêm 5k vàng nha. Đây, nhân vật chúng ta Bounty Hunter. Nhưng mà của chúng ta đây, mình tưởng là dạng kiểu chiến binh cơ. Giống kiểu Garen nhờ. Y hệt giống kiểu Garen luôn đấy, không khác gì luôn. Con này con rồng mà, đúng không? Lock Champion, Social Avatar, các kiểu, rất là nhiều thứ. Đây, con ấy nước đây anh em. Đấy, hai nhân vật chính ta có thể tăng cấp được hay sao này. Training chắc ta sẽ cần dùng một cái loại nguyên liệu nào đấy. Một trong hai cái loại nguyên liệu này và bắt đầu là kết hợp. Đúng rồi, Bounty Hunter sẽ lên được cấp 4 à. Training giúp ta tăng cấp độ. Con này có thể lên được, mình sẽ cho thêm cả cái con rồng con kia vào đây là xong. Đó, Bond Sister.
khỏe đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Có vẻ đánh càng hay nhỉ. Sang trận khác được không nhỉ? Sang trận khác được không ta? Skin bonus healing. Skill cuối đây. Thì nó gây ra một cái lượng đam lớn này. Wow. Chúng có thể tiến hóa được anh em ạ. New scenery. Con thằng này cũng thế này, cũng phải tiến hóa lên được này. Giáp xịn hơn. Đầy người hôm nay chơi anh em ạ. Không thiếu người nha. Người chạy loang quang kìa đấy. Những người chơi đấy. Và chúng ta cái này muốn tiền rồi. Có lẽ em sẽ đi làm thêm nhiệm vụ đi. 45.000. Được một cái chìa khóa vàng để phải unlock ra tướng xịn. Chúng ta cứ chơi thì kiểu gì nó sẽ tặng tướng thôi. Nói chung là mấy cái game, mấy cái gọi nhiệm vụ lúc đầu thì nó hơi khác so với Liên Quân. Đấy. Đây là tạo gui. John có nghĩa là chúng ta sẽ vào một cái gui nào đấy, một cái bang hội nào đấy. Ui, những thằng đẹp thế. Cầm cái đinh ba kìa. Của vua Thủy Tề đúng không? Nào, sang trận tiếp theo anh em ơi. Trận này thì tặng được thêm khoảng 10k. Trận 4 này. Trận 4 đây. Và chúng ta đấy vẫn chọn được hai nhân vật nha. Đánh tẹt đi anh em ơi. Combat Dam Modifier. Đấy, hệ này khác nhau này, hệ lá này, hệ lửa này, lửa thì khắc nước này. Hệ đầu lâu thì khắc chiếm cái hệ quái gì thì mình không biết được. Không biết khắc chế hệ gì. Tấn công thôi anh em ơi. Rồi. Ui. Đó kia tấn công dã man chưa? Ui. Chết luôn ạ. Dã man. Ui, mình lao thẳng vào tôi tiếp được anh em ạ. Mình xoay trong này thì đã vãi trưởng luôn. Chết hết. Thì nó vẫn hơi lác. Các bạn là server nó sẽ server nước ngoài chứ không phải server Việt Nam. Nên lác là chuyện bình thường. Chạy nào. Thằng này tăng cơ thôi. Con kia vào đánh hỗ trợ thôi anh em ạ. Chúng ta có cả chế độ auto đây này. Nó hướng dẫn cả chế độ auto đây luôn nha. Mày ạ. Vào đây. Tấn công nói anh em. Đâu à. Nào, tấn công, chúng tấn công nào. Chúng ta đang phá cửa chưa? Chỗ này có gì không? Chỗ này không ạ, không có gì cả. Đây này, đây là cái sảnh chính này. Đấy, đây chính xác là sảnh chính. Và có quá nhiều quái vật ở đây. Mày á. Đánh bạn tao á. Không được, giết hết. Thịt hết bọn nó anh em. Xong chưa? Chỗ này đang đường cụt ạ. Và nó có hiệu ứng hồi máu cho mình luôn. Chắc vẫn phải tiến lên rồi. Chỗ này hết rồi. Không có gì cả. Ui, con boss kìa anh em ơi. Con boss trong kia kìa. Nên nhớ như vậy nhá. Stun. Stun lại. Mày á. Ui, xong ngay, hình như chưa xong. Chưa xong turn. Đây mới là con đệ của nó rồi. Không phải con boss đâu. Hồi máu này. Garen. Bảo vệ. Cửa chuẩn bị mở nhá. Cái cửa chuẩn bị mở ra. Và đây chính là nó ạ. Đây đúng rồi. Đúng rồi, chính là nó anh em ạ. Chính là nó đây. Kinh. Ôi, con kia sắp hết máu. Ôi, tí chết. Hình như đây là cái màn hướng dẫn nên nó không thể chết được sao ạ. Nó có một cái xoay. Một cái xoay vào cái điểm chỉ định như mình đứng gần đấy mình sẽ mất máu rất là nhiều. Nên né. Chơi phải né. Mày ấy. Nên né lại đập một phát. Thốn chưa? Hay phết nhá. Mình có vẻ khá thích cái tựa game này đấy. Victory, chiến thắng rồi. Quá nhanh. Cho được thêm một cái Vital Shoulder, một cái giáp vai. Cộng thêm đó chính là mắc năng lượng 1 à. Và cộng thêm 6 game. Có vẻ như khá là ngon. Chúng ta sẽ có tin nhắn mới này. Không biết để làm gì cả. Chơi thử xem. Đây là cửa số 5 anh em ạ. Adventure. Tiếp tục là làm các nhiệm vụ trong này đi nhờ. Rất là nhiều thứ cần phải làm. Mình lấy thêm được 30 cái sấm sét, 30 cái năng lượng để có thể chơi thêm được nhiều trận hơn nữa này. Còn gì nữa không ta? Đó, Bounty Hunter BR. Mình đang muốn xem có cái chế độ mà đánh giống như kiểu Liên Quân hay không. Chắc chắn là sẽ có, mình nhìn trên mạng là có mà. Đánh theo kiểu rồi để theo ba đường ấy, cũng có trụ các thứ ấy. Nhưng có lẽ mình đang ở cái phần hướng dẫn nên nó chưa cho mình chơi chăng? Có lẽ vậy. BR cộng 6 này.
tăng cái giáp ga, giáp vai vào thì nó sẽ khỏe hơn, tăng máu kiểu. Và thú cưỡi rồi. Advent. Rồi chúng ta sang cửa 5 nha. Cửa 5 này sẽ có cái gì đây? Chúng ta skip rồi. Rogue Grim và mình không được dùng bất kỳ con nào khác anh em ạ. Chưa đánh một mình đánh với con boss kia thôi. Ái chà. Căng nhà con Van Gogh này khá giống mấy con ở trong Dota, đúng là con Butcher trong Dota, kéo kéo nhưng cũng kéo kéo đúng không? Trong Liên Quân có một con kéo. Đây rồi anh em ơi, đây là cái chế độ đánh theo ba đường nhá. Nhà chính này anh em thấy không? Quen thuộc chưa? Nhà chính này, đường 1 này, đường mid này, đường top và đường trên đường dưới này, có lính này, có trụ kìa. Trụ ra trụ rồng xanh. Ghê. Đẹp nhờ. Quả rất đẹp luôn. Đó, trụ nó là trụ rồng đỏ nhá. Rồng đỏ đối đầu với rồng xanh. Đến giết lính đã, tính sau. Ok, chúng ta nên lao lại tại vì là nó bắt đầu bắn mình rồi à. Đấy, thấy chưa? Trụ rồng đỏ này, phá hủy nó. Đập nó, thịt nó. 403. Xong ngay. Không ngờ nhiệm vụ này nhanh thế nhờ. Đây nó bắt đầu mình làm quen với cái trận chiến 3v3. Kiểu gì sau này cũng có. Đơn giản thôi. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu mẹ nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của chuyên mục Game Hay mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.